Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là Bay Hostile, Liên Xạ, Bun và Siêu Quẩy nha. Và đang đi chung với Seth nè, Affiliate 1 sao, kết hợp đi chung với Kasante, V và Jin 2 sao nha mọi người. Và gặp luôn công này một cái firm bài level 7 á, úi dồi ôi, toàn tướng gọi là 2 sao không như này mà tướng 3 tiền không nữa chứ. Neko, Eko rồi, Emumu nữa mọi người, full 2 sao nè. Rồi con Lulu 2 sao đấy chứ. Nguyên sàn luôn rồi đó. Hay nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và thui sắp bật lợn luôn mà. Nói chung cái lượng máu của mình đang có không phải là quá thấp nha. Nhưng mà cũng không phải là quá cao anh em ơi. Chỉ còn đó chính là 58 máu thôi ở round 3.2 như này. Nhưng mà sao anh em ơi. Tại vì cái lobby của mình đang chơi á là combo chắc chắn luôn. Là ba loại kim cương nha. Tại vì cái cổng này á là bản giao hưởng gọi là tối thượng nha mọi người, lỗi 1 nè, lỗi 2 và lỗi 3 nha mọi người. Chắc chắn luôn 100% sẽ là 3 loại kim cương. Nên nói chung là chơi khá là phê. Nhưng mà đầu game đẩy máu nó có hơi căng chút. Nhưng mà không sao anh em ơi, mình đang level 6 nè. Và còn hơn tới tận là 100 tiền. Tại vì lúc đầu á, ngay từ round 2.1 nha, thì mình cũng đang có được một loại kim cương tích tiền lãi cực kỳ phê luôn. Là level phải gọi là hết được chấm luôn anh em ơi. Đó chính là quỹ phòng hộ nha. Nó cho mình một cái lượng tiền đầu game cực kỳ lớn luôn. Và nó giúp cho mình tích được thêm 100 vàng. Được thêm 10 vàng tiền lại mỗi round nha. Ôi tích tiền thôi chứ quá đã luôn. Và tiếp tục nguyên sàn anh em ơi. Người ta thì toàn lõi combat không. Mình thì hai lõi. Một lõi là cho tiền. Một lõi cũng là cho tiền luôn. Mà được cái hồi máu nữa. Cái lõi thứ hai này nè. Là đặt cả tính mạng nha mọi người. Nếu như mà qua round anh em có được một cái lượng tiền là trên 40 tiền. Nó sẽ hồi lại cho mọi người hai máu linh thú mổ ra và được cộng thêm 3 tiền nha. Úi xồi, phải gọi là quá phê luôn á. 10 tiền từ tiền lãi nè, rồi 3 tiền từ cái lõi thứ hai nè. Cái đó là còn chưa tính tiền lãi chủ thua, lãi chủ thắng hay là tiền qua rao nữa nha mọi người. Thì sương sương nha, trung bình một trận mình được ít nhất là tầm 20 tiền nha. Lên level thì thôi chứ năm ơi, phải gọi là bay như chim luôn á chưa. Vút lên cả trời cao luôn anh em ơi. Tại vì nó quá nhanh mà. Nó bay quá nhanh mà anh em. Ok, lấy luôn ở đây lưng nha. Lúc đầu game round 2 chấm thì mình cũng có fit máu chiêu chiêu nha mọi người. Để mình đi chợ trước. Và thật sự cũng khá là hên. Nó cho mình luôn á một cái thì vàng. Nhưng mà hên chưa tới anh em ơi. Tại vì đi chợ cái thì vàng xong á, đánh quá round 1 chấm nha. Và cả đánh quá round 2 chấm luôn mọi người ơi. Nó không rớt ra cho mình bất kỳ một cái mảnh đai lưng nào, cũng như á là mình vẫn đang chấp siêu sao nha. Mình vẫn đang chờ ra siêu sao gọi là Hostile á. Nhưng mà từ đầu game đến tận bây giờ luôn, nó chưa ra siêu sao Hostile luôn anh em ơi. Kasante, Aphelios thì đều ra cả rồi nha. Nhưng mà một con á là vệ binh, một con á là liên xạ. Thế nó mới cày chưa. Ông này cũng là một cái firm bài Hostile nè, đúng không? 5 Hostile luôn chứ cái gì nữa. Đồng môn luôn mọi người ơi. Afe sắp 3, có April, set 2, zone 2, cầm full đồ chuẩn hả? Thắng được ông ta. Đúng là Hostile gặp nhau. Mình thắng được ở đây mới. Cố lên. Jin đã bắn được nè. Jin đã bắn được nè. Và đó là ok. Đúng là gọi là chỉ có Hostile mới thắng được Hostile thôi mọi người. Khắc chế liền luôn mà. Ok ok. Nó hủ nào. Chiêu chiêu ơi. Uầy. Một cái găng luôn mà. Ngon anh em. Có một cái con Johnny 2 nè. Nãy sợ. Đồ ok nha, ghép máu với lại là vô cực. Mình cũng kẹp bên vào nha mọi người. Con Vi với lại là Jin nè. Để mỗi round mình roll được lần. Tốn con vàng à. Với cái lượng vàng này của mình đang có thì một vàng mỗi round nó không gọi là tính là bao cả. Được trung bình là tầm 20 vàng mỗi round lên level. Gọi là như hắc luôn mà anh em. Với lại là mình cũng đang bán máu để mình lên cấp nha. Nhưng mà nếu thắng thì quá ngon rồi. Tại vì với cái lõi thứ hai thì mình cứ chiêu chiêu một round được hồi thêm 2 máu linh thú ha. Cứ 10 rau là 20 máu rồi. Mà đầu game á mình thua 1 rau tốn có 4 máu hay là 6 máu anh em ơi. Mà nó hồi lại cho mình 2 máu ở tầm rau 3 chấm bắt đầu như này là ok đó. Ok ok ok. Cứ mắt lạ nào, cứ mắt lạ nào. Đầu game á thua máu nó chịu ít lắm anh em ơi. Nên mình cũng có kiểu chơi là mình eco trắng đầu game á. Rồi mình đi chợ mình lượm đồ với lại lượm thì vàng trước. Xong rồi mình cứ bắt lại sau. Nó dễ hơn. Trời ơi, một phát hơn 120 tiền luôn mà. Có April luôn anh em ơi. Ây da. Bây giờ chỉ cần là siêu sao Hostile nha.
con Seth cũng được, con Zone cũng được, mà con Affiliate cũng được mà. Chỉ còn là một con thôi thì mình kích luôn một cái firm bài 7 Hustle nha mọi người. 7 Hustle mà ra sớm như thế này á, trời ơi. Mình mà có cái lỗi đặt cái tính mạng này mình thua thì thôi, chứ thua xương xương tầm 3-4 trận thôi mọi người. Nổ cái hũ gọi là 7-800 gì đó. Trời ơi, tiền nè, đồ nè, hoặc là Neko trang bị sáng nó ra quá trời luôn á chứ. Combat là cái nhẹ luôn, nhưng mà đời không như mơ đâu anh em. Sao mà dễ gì được, thấy không? Mỗi round run ít nhất là một lần, nhưng mà nó cũng có ra đâu. Cái này là nhân phẩm rồi, không phải muốn là ra được. Đồ thì hơi xấu á. Lắp luôn nha mọi người, vô cực với lại là cuồng đao nè. Còn cái này là một cái vuốt rồng luôn đi. Lắp vội mọi người. Nếu mà là đai lưng á, thì mình còn để lại chứ mất cái trang bị như là kiếm nè. Rồi giáp lưới kháng phép là mình lắp hết mọi người. Đai lưng á, thì mình mới để lại thôi. Tại vì ra đi chợ 4 chấm á, thì có thể nha, có thêm một cái thì vàng nữa, có thể bú được ha. Cổ lên, cổ lên, cổ lên. Đang chủ thắng 2 trận rồi nha. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Zone, Zone full phép mà. Zone full phép luôn mà anh em. Cũng thắng được nè, ok. Ok, và cái lõi thứ ba chắc chắn 100% luôn nha mọi người á, là lõi kim cương. Rồng để trứng vàng đi. À dạ, không có hả? Ron chiêu chiêu anh em ơi. Vé kim cương, ảnh chiếu 3D ạ. À. Cái vé kim cương này cũng tạm được nha mọi người á. Nhưng mà tuyển nhân sự á, mình thấy là nó... Ok, first đó anh em ơi. Tại vì tầm này là mình cũng đang muốn thắng là level tiếp. Mà thêm một slot tướng á, là cái điều quan trọng nè. Và nó cho mình luôn á, một cái Neko cỡ lớn nha. Thì tầm này lên level 9, level 10 Ron kiếm tướng 5 vàng 3 sao cứ bắt lại hơi bị dễ luôn á. Thiệt. Máu mình đang còn 60. Tiền của mình á, đang level 8 và hơn 100 tiền. Mình mà kiểu mà chơi chạy cối một tí anh em ơi, mình lên level 10 mình Ron kiếm tướng 5 vàng 3 sao round 5 chấm là vẫn có thể nha. Có thể được anh em ơi, nhưng mà nó nhân phẩm lắm. Tại vì đây là cái lobby 3 lõi kim cương, nên cái việc mà người ta lên level giống mình cũng như là có tướng 5 tiền sớm á, thì nó cũng xảy ra cao đó. Mà tướng 5 tiền mà chỉ cần bị dành một con thôi thì nghỉ luôn, khỏi cần phải roll gì nữa luôn anh em ơi, chứ đủ tướng đó mà nuôi. Bắn nó April Afe Zin ít nhưng mà không đủ rồi mọi người. Toàn là tiểu học không. Ông này thì lõi combat không mạnh vật cờ lờ ra. Không sao mọi người ơi, cứ chiêu chiêu ơi, bỏ ra hồi 2 máu mà. Trời ơi, vẫn không có siêu sao hả ta. Trò này hơi lõ nha. Chấp siêu sao từ đầu game đến tận bây giờ luôn rồi. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu gì muốn mình làm thêm á, thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Garen full tăng. Ê sao con Zone này nó toàn ra đồ phép không gì ta. Cái gì vậy? Thật sự để mà kiếm được cái combo gọi là ba lõi kim cương này á, hoặc là cái cổng mà bảng giao hưởng tối thượng nha, thì rất là hiếm luôn anh em. Mình chơi phải cái mấy chục trận luôn á mới có một trận như thế này mọi người à. Tại vì mấy chục trận liên tục á, nó mới ra được một trận mà có được ba cái lõi kim cương nó ok như thế này luôn á. Lõi quá đẹp. Nhiều lúc á thì mình cũng được chọn là combo ba lõi kim cương, nhưng mà lõi nó xấu và lờ ra thật sự luôn á. Mình cần những cái lõi nào mà nó cho mình thêm tiền nè, nó cho mình thêm cái khả năng roll tướng nè, nó cho mình thêm Neko các kiểu á, hoặc là cho thêm slot nha mọi người. Nhưng mà nhiều khi á mình roll mấy cái lõi kim cương kia toàn là cho thêm trang bị, hoặc là kiểu như là cường hóa siêu công nghệ với lại là chiếc tài siêu công nghệ á, nhìn nó cay thật sự luôn á anh em. Thì đã có nhiều chọn nha, combo 3 lõi kim cương nhưng mà mình vẫn phải bỏ tại vì nó ra lõi quá xấu. Còn nếu như mà ra lõi đẹp như thế này thôi chứ bú đẫm luôn mọi người. Nhà tà phiệt tích tiền lên level nhanh. Cái lõi thứ hai gọi là cái lõi mà sinh ra để mà bán máu rồi. Nó cho mình 2 máu mỗi rau mà thì ngại gì mà không bán đúng không anh em. Chiêu chiêu thôi. Một chút nổ hũ nè, và đó là thêm một cái trang bị lớn và một mảnh đồ à. Ok, có thì mình start thôi bạn ơi. Ok vậy cho con Zin này thêm một cái cuồng đao nữa nha. Trời ơi, cuồng đao nó ra kìa. Cái này là mình đi chợ mình không lấy gậy, không lấy cung luôn á anh em. Đi chợ 2 chấm là lấy thì vàng, đi chợ 3 chấm là lấy đai lưng.
mà giờ nổ hũ toàn là cuồng đao, toàn là gậy và cung không, ảo thật sự. Ui ông này bay sao à, Olaf bay sao kìa, cả thết đồ khá là đẹp luôn. Nhưng mà cổ lên Zin ơi, cổ lên Zin ơi, cái con zone này chưa có trận nào ra đồ chuẩn luôn á nha. Chọn cái set nó trâu Zone. Ây da không được rồi. Nuôn Zone 2 sao cho nó cầm cái bốc đồ, mà trận nào cũng là Zone full phép. Cay vãi đái. Trận nào cũng là Zone full phép. Ơ trận này đồ đẹp đường tí nè em ơi. Có thêm một cái trang bị tăng và một cái trang bị đam nè. Ok, chấp nhận được nha. Ui ôi ông này AFA by April 2. Ê từ từ nha, ông này là April 2, mình là hai con April. Vậy là hơi khó để mà ra April siêu sao mọi người. Từ từ, ông kia 3, mình 2 là 5. Bây giờ chỉ cần có một người chơi April thôi nha, là mình sẽ không bao giờ roll được siêu sao April luôn á mọi người ơi. Tại vì nó gọi là quá 50% số tướng ở trong cửa hàng rồi á. Và cơ chế mới ở mùa 10 này á là mọi người chỉ cần có cái số lượng tướng vượt quá 50% tướng ở trong cửa hàng nha, nó tính luôn ở lobby nha mọi người á. Giả bộ mọi người giữ April là 3 con đi, ông kia giữ là thêm 3 con nữa là 6 con rồi, thì tổng tướng 4 tiền là 10 con, thì 6 con đã vượt quá trên 50% rồi nha. Nên mình sẽ không bao giờ roll được siêu sao April nữa nha mọi người. Ây da cái này hơi căng nha, ông kia giữ 3 con, mình giữ 5 con rồi. Là bây giờ chỉ cần có bất kỳ một con nào ở trong lobby này, ở trong cửa hàng của ổng thôi nha, không cần mua nha mọi người, ở trong cửa hàng của ổng á có April thôi, thì sẽ không đủ để mà ra siêu sao April. Ây da hơi khó thật sự anh em ơi. Có khi nào mình cần chuyển qua siêu sao April thành siêu sao King luôn không anh em? Một chút siêu sao King hết tiêu không? Khó nha mọi người á, bán một April ghi nha, để mà tăng tỷ lệ ra siêu sao cái đã. Ui rồi, ây da cần gì siêu sao. Mày level 9 tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 10%, mình quên mất chưa anh em ơi. Level 9 tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 10% thì cần gì siêu sao. Nó ra luôn cho mình là King, và đó là một cái firm bài 7 hết steel nha. Mặc dù là hơi trễ, tại vì kích được ở round 5.1 luôn, nhưng mà không sao anh em ơi, có là được rồi, có là bú rồi, không có cần phải sớm mà để trễ. Ông kia rồng để trứng vàng à, không biết là trứng vàng hay là trứng cút đây. Mình đang thắng nha mọi người, mình còn thắng thêm vài round nữa để mà mình có thể chạy cối là lượt level 10. Với cái lõi kim cương ngon như thế này thì cái việc mà level 10 mà roll tướng 5 tiền 3 sao cứ phải gọi là quá dễ hả? Bắn nó, ok ok ok. Bắt đầu có những cái vị tướng 5 tiền carry vào nó phải gọi là khác bọt. Có Riven, có Zone và có luôn cả King nha. Kích luôn một cái firm bà là thánh ra dễ à. Garen thánh kiếm mà này mua nè à. Garen thánh kiếm mà này mua nè này ơi. Ác quỷ nè. Nó quỳ liên tục luôn á chứ. Trời ơi, úp cấp một phát thôi, nửa cái F rồi. Từ level 9 lên 52 F luôn mọi người. Úp một phát gần nửa cái F mà. Lên nhanh ác chưa anh em? Ok thay tướng nha, tầm này trơn dinh một sao, nhằm trơn dinh một tiền carry á, nó cũng hơi đuối rồi. Thật sự cũng có hơi đuối rồi. Cho nó chim cút thôi mọi người, bỏ cách lên tướng 4 tiền và cho nó carry phụ nè. Ui ôi ông này, hơi khó thắng á này mọi, thật sự là hơi khó thắng á. Ông này gọi là vừa hết steel mà vừa gọi là rồng để trứng cút. Mình thắng được anh em ơi, mình thắng được anh em ơi. April của ổng 2 sao nhưng mà chưa có full đồ á. Cố lên. Ê thua đẹp không? Thua đẹp không? Trời ơi cái tầm này thua là quá ngon luôn á mọi người. What the hell, rau 5 chấm thua một con à. Là quá ngon luôn, có gì nữa nào hũ nào. Trời ơi cái hũ nó đã này mời, cái hũ nó đã. Một phát cái này mời một đống tiền luôn nha. Phải gọi là vài chục tiền luôn á. Tại vì cái hũ này á là hũ hơn 400 số. Hũ hơn 400 số. Một đống tiền. Và cái quan trọng nhất á là một cái máy nhân bản cỡ lớn nữa. Cái này là làm tướng 5 tiền 3 sao cứ phải gọi là quá dễ rồi. Hai cái máy nhân bản không lên được nữa rồi thôi chứ. Xôi ôi bú đậm ở đây môi.
Thua cái pha đó đúng đẹp luôn á nha, tại vì thua cái pha đó xong á là rau sau nổ luôn anh em, là cơm bách vội luôn á chứ. Thua con nữa à, Johnny là bốc đồ full phép rồi. Johnny là full phép rồi, cứ full phép thôi. Lại thua anh em ơi, ăn được thêm hai con nữa đi, nổi không? Không nổi luôn mà, cái này thua đậm nha, 1, 2, 3, 4, 5 là thua đậm á nha. Mà tầm rau 5 chấm 6 chấm như này mà thua nguyên sàn 5 6 con như này là thua tầm 3 rau thôi là đi anh em ơi. Thua tầm 3 rau thôi là chắc chắn đi. Công top 1 này vẫn còn tới tận là 100 máu và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào à. Cái gì gớm trời. Lại là cuồng đao à. Mà cuồng đao hoài trời ơi, nhưng mà cái tướng 5 tiền không lấy nó cũng hơi uổng anh em. Con dít hiện tại á mình thấy là tướng 5 vàng nó yếu vật lờ luôn. Nên thôi, thà lấy Yorick, lên được Yorick 2 sao sớm sớm tới cũng được. Ok, và đó là level 10 hơn 140 tiền mọi người ơi. Kim siêu sao thánh ra dễ. Cái này hơi ngon nha. Thật sự là hơi ngon anh em ơi. Tại vì bây giờ mình đã có đủ một cái phơm bài 7 Hextill rồi. Thì cho dù đó là Kim siêu sao Hextill á, nó vẫn dư Hextill thôi. Nên cũng không có cần thiết cho lắm. Kim siêu sao và thánh ra dễ, tí nữa kích bài cho nó dễ mọi người. Trời ơi, là level 10 xong còn 150 tiền. 150 tiền level 10, hai cái Neko cỡ lớn. Cái này không tướng 5 vàng 3 sao cứ phải gọi là cá đuối luôn rồi gì nữa. Phải chắc chắn là tướng 5 vàng 3 sao mọi người ơi. Chỗ Kim nó quẹt kìa. Ui. Cái này mà Kim nó biến dạng thôi chứ tiền cứ gọi là về như nước nhờ. Tại vì Kim này á mọi người phải bỏ vào chơi một trận nha. Nếu như mà anh em thua á nó sẽ biến cái dạng thua. Thì ăn hai mạng được hồn một máu, còn nếu như mà nên thắng là biết nhận thắng nha, ăn hai mạng được 3 tiền. Cái này phải bỏ vào một round thì mới được. Lại là dít à, dít hơi nhiều. Ui dít 2 sao luôn nè. Được vậy, được vậy. Bỏ dít 2 sao và chơi cái đã nha mọi người ơi. 5 vàng 2 sao mà, bú tạm cái đã. Đây, đội hình của mình bây giờ thì nó cũng quá là bái cháy bỏ chết rồi. Quá là bái cháy bỏ bỏ chết anh em ơi. Quá mạnh quá mạnh. Mình vẫn đang giữ lại những cái vị tướng gọi là tán bích như là con Corki nè, Garen, Riven, Caitlyn các kiểu nha mọi người để ăn chi. Mình đang có cơ hội để mình nổ hũ tán bích nha. Tại vì sao? Mình lên được Sona 3 sao rất là dễ ở trong trận đấu này. Cái thứ hai á là chỉ cần đi chợ rau 6 chấm nó ra cho mình một cái ấn tán bích thôi thì mình vẫn nổ được nha. Mà nó hơi khó. Ui lại thua đẹp bên em ơi, lại thua đẹp bên em ơi. Thank you so much. Lại thua đẹp bên em ơi. Cái hũ hơn 600 mà còn chưa nổ nè. Thấy gọi là ác quỷ gì đó. Trời ơi, Illaoi 2 nè, Yorick 2 nè, Zihin 2 nè, Zid 2 nè và Kin 2 sao nha. Nổ cái tiền mà mua hết mang tướng 5 tiền này 2 sao thì á là cái khoản tiền cực kỳ khổng lồ luôn rồi. Ôi trời ông không 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 được rồi, không được rồi. Ông này chơi Sona, ông này chơi Illaoi, ông này chơi Kayn à, hơi khoai nha mọi người á. Thật sự là hơi khoai. Ổng chơi Sona á thì mình phải né Sona rồi, ổng chơi Illaoi á thì mình cũng phải né Illaoi rồi. Bây giờ mình chỉ còn có thể nuôi được những con tướng như là Zihin nè, Zid, Yorick, Lucian các kiểu thôi ha. Chứ còn Kayn, Illaoi các kiểu với lại là Sona là ổng có chơi rồi nha mọi người. Nhưng mà mình đang có tới tận là hai cái Neko thì mình thích á thì mình vẫn có thể nuôi được một con tướng trùng ổng. Một con thôi nha, chứ nếu như mà hai con thì nó lại khó quá. Một con thôi là ok đây mà, tại vì có hai cái Neko lên dễ mà. Hôm nay là còn 42 máu, đấm ông đi luôn không anh em? Đấm đi xong rồi mình roll tướng 5 vàng 3 sao chiêu chiêu chút không? Hồi nãy Kim hắc được tiền khá là phê, nhưng mà trận trước thua ha. Nên trận này là ăn mạng được hồi máu à. Ui ông này mạnh vậy. Ui nguyên sàn rồi đó. Dít 2 sao quăng kỹ năng yếu vãi đái anh em ơi. Zone 3 kìa. Nó chém rồi có chưa có phát nào đâu. Nói chung là ông này cũng là hết steel. Nên ông nổ được cái hũ mà đồ không à. Toàn đồ thần thoại con rồi đồ support rồi tiền các kiểu quá trời luôn kìa anh em ơi. Thấy đồ không? Đồ như Valor ra. Hai cái Nerco cỡ lớn luôn mà. Và đó là hũ hơn 900 nha. Gì đây, một đống tiền nè, một cái trang bị ánh sáng nè, một cái trang bị support nè, đập đồ tách đồ đều có nha mọi người ạ.
Vô cực này thì lắp đại rồi. Một cái trang bị thần thoại gon nữa. Ok luôn, ok luôn. Lắp cho em nó cái đã. Ê, tính ra là trang bị nhiều nha. Trang bị sáng, trang bị thần thoại, trang bị support, rồi một đống tiền nữa. Có dít nha, từ từ. Bây giờ bán con nào ta? Mấy cái con cookie này mình cũng đang tham lam không anh em? Bây giờ khó vậy? Hỏi chắc là phải bán nó anh em ơi. Ây da, lại có Lucian à. Lại có Lucian anh em ơi. Thôi bán Sona nha, tại vì Sona ông kia chơi rồi, mình không có chơi được nữa. Ây, phải thắng á, thua là cút nha. Zit. Và đó là quăng. Ôi ôi. Cái tầm này thua là cút chắc luôn anh em. Cho ông Zit 2 sao mà cầm ba đồ nó yếu dữ người ta. Yếu ỉa luôn anh em ơi. Thôi. Bỏ hết steel ra cái bỏ chút hết steel ra cái đã nha mọi người ơi. Tầm này chơi hết steel hơi rén thật sự luôn á. Lại là Yorick à. Phải bán cái linh luôn rồi. Đổi đồ rồi. Zin tiếp nè. À, tầm này còn nè. Từ nha mọi người. Ok. Rồi. Bắt đầu thay vào những cái vị tướng 5 tiền khác. Mình bán á, là bán Garen, mình bán là bán con Riven nha. Để anh chi bỏ tướng 5 vàng vào cho thắng cái đã anh em. Trời ơi, tướng 5 vàng nó ra kìa. Ây da, khó vậy, mình phải mua Zin nè mọi người ơi. Ây da, chưa kịp mua. Đậu xanh nó phải bán dít thôi anh em. Bán con Zin này nó tạo súng không có slot mua tướng luôn kìa, cay vậy. Phải bán thôi. Tí nữa mua lại anh em ơi. Ui Zin nè. Nói chung là mình chỉ cần có một cái vị tướng 5 tiền 3 sao trước thôi thì mình sẽ khá là thoải mái. Tại vì sao? Mình sẽ bán được bớt tướng để mà mình có slot mua tướng 5 tiền khác. Cái thứ hai á là mình sẽ có thêm slot, tại vì 5 vàng 3 sao rồi mà, nó đỡ được tới tận là 5 slot tướng thì phải. Lạ ra dứt à. Cái này nơi cô chiêu chiêu đi ha. Lên Zin 3 sao chứ cái đã này em ơi. Ở 4 sao chứ. Nó tự lên 4 sao luôn rồi. Kein nè, Zit nè. Zit nè. Ô, ngon vậy. Giờ phải roll thôi anh em ơi. Không roll là cút đấy. Qna bỏ nha. Mình không có chơi nữa rồi. Lucian nè, Kein nè. Ê, Kein sắp 3 nha. Kein sắp 3 nha. Ui, Kein 3 luôn anh em. Từ nha. Cái Neko này khá là quan trọng đó. Tại vì nó sẽ giúp cho mình lên được tướng 5 vàng 3 sao. Mà công này ổng đang chơi. Từ ông này đang có là Qna nha, mình phải biết nha mọi người. Qna nè, Yorick nè, Sona nè, Illaoi nè, Kein nè. Úi rồi, vậy là ông này chơi gần như là hết tướng 5 tiền luôn rồi. Còn mỗi Zit với lại là Zin là ông không chơi thôi, gì đâu mà Zin mình 4 sao bả rồi mọi người. Vậy là cái con Kein này là mình bắt buộc phải Neko rồi. Từ Lucian nữa à. Là con Kein này mình bắt buộc phải Neko rồi anh em ơi. Tại vì hết tướng rồi. Ủa dít 8 con. Bán mấy con hết steel nha. Ủa dít 3 sao. Ngon lành. Ủa Lucian sắp 3 luôn anh em ơi. Rồi Neko Kein 3 sao trước cái đã. Hắt tiền khá là ok đấy. Kein nào. Ăn 2 mạng rớt 3 tiền rồi. What the fuck? Tại sao nó lại lấy cái hệ biến dạng của con ở dưới hàng chờ rồi ta? Game lỗi à. Què đây. Game lỗi sao anh em ơi? Cái con Kein của mình á, mình chơi từ đầu game mới tận bây giờ luôn rồi nha. Là nó đang biến cái dạng mà chiến thắng á, ăn 3 mạng, lộn ăn 2 mạng rất 3 vàng á. Mà lên móc 3 sao một cái, tự nhiên nó chuyển thành cái dạng gọi là ở dưới hàng chờ luôn anh em ơi, là chưa biến dạng luôn á nha. Là mất đống tiền của mình luôn á mọi người. Tại vì tem bạn tầm 6 con đi thì nó hắt được hơn chục vàng rồi. Cay nhờ. Illaoi nè, Sona nè, Qna nè. Qna hôm nay 5 con rồi. Lên bằng cái niềm tin Sona cũng là như vậy. Bây giờ chỉ Ron rồi là Ron Lucian với lại là Ron Yorick thôi. Hình như là ông cũng chơi Yorick rồi thì phải. Khó gì ta. Lucian nào. Một con nữa. Một con Lucian nữa.
Ông này là giữ một Yorick nha, 5 Kyuna nha, Sona 2 sao nha, Eloy 2 sao nha, và April 3 sao luôn mọi người ơi. Ê, à hóa ra là công top 3 kia mọi người. Cái ông top 3 kia ông đang giữ Lucian cuối cùng rồi. Ok ok, vậy là đỡ đi. Đỡ ông đi thôi. Đỡ ông đi thôi. Mình để cho con kia nát tiền mọi người. Lấy Neuron cho nó dễ. Ok, trời ơi, tiền rồi, thấy không? Thấy không? Từ 50 tiền nha mọi người ơi, và lên 81 tiền luôn, đó là hơn 30 tiền một round. Hồi nãy tự nhiên không hack được tiền round kia, không hack được tiền round kia, mất một đống tiền. Ok, trời ơi, Ron chiêu chiêu chưa, Lucian bay luôn mà, chỉ cần cái ông kia đi là lên được Lucian bay luôn. Ông này là giữa một con Yorick rồi, vậy là không có lên được nha mọi người, hết tướng 5 tiền rồi. Khoai nhờ. Ơi tính ra nếu như mà công top 1 á, ổng không chơi bất kỳ một tướng 5 tiền nào, hoặc là ổng chơi chiêu chiêu tầm 2-3 con thôi, thì là cái trận này á, không chỉ là mình lên được 4 tướng 5 tiền 3 sao đâu nha mọi người, mà mình nghĩ là chắc phải là ít nhất là từ 5-6 con đó. Tại vì Yorick của mình hồi nãy là 7 con rồi, mình roll chắc chắn luôn là được 3 sao. Tại vì mình có quá là nhiều tiền, quá là nhiều tiền ở đây, mơ kia nát tiền kìa. Kiểu như là Kyuna rồi Sona rồi Eloy nữa. Hồi nãy là mình cũng có tầm 5 hoặc là 6 con hết rồi, 7 con luôn đó chưa. Nhưng mà ổng dành tướng nhiều quá, mình đang có quá nhiều tiền ở đây mơ, hơn 200 tiền luôn rồi. Đấy, tôi không có dành Yorick nha, tôi không có dành Kyuna nha, tôi không có dành thêm một cái tướng 5 tiền nào của ổng nữa. Ổng mà lên được tướng 5 tiền nào mình mạnh tí lên solo với tôi ấy, chiêu chiêu một chút anh em ơi cũng được. Đấy, nói chung là chỉ cần ra cái bảng giao hưởng tối thượng thôi, combo 3 loại kim cương thì chắc chắn luôn sẽ cái siêu phẩm mọi người ơi. Nó cứ gọi là phê, nó cứ gọi là phê kiến. Trời, end game và còn hơn 200 tiền mọi người. Và đó là nhiêu tiền này. Ui, gần 250 tiền kìa. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Thì mùa đông cũng đã tới rồi mọi người ơi. Mình sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người những cái màu áo khoác của bên mình vừa mới về, để phục vụ cho anh em ở trong cái mùa đông lạnh giá này nha. Tên website ở bên cửa hàng của mình đó là biosigistore.com nha. Đây, mẫu áo khoác phải gọi là quá trời luôn mọi người. Hoodie nè, sweater nè, rồi áo khoác da lộn các kiểu đều có nha. Mọi người thích cái mẫu nào thì cứ lướt xuống và lựa thôi. Giả bộ nếu như mọi người thấy thích cái mẫu này quá đi, anh em cứ bấm vào ha. Đây, nó sẽ cho mọi người chọn size nè, các kiểu anh em mặc size gì, anh em cứ chọn size đó và bấm thêm vào giỏ hàng nha. Sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, mọi người bấm thanh toán nè, và nó sẽ đưa cho mọi người một cái giao diện là điền thông tin. Mọi người cứ điền họ và tên, là số điện thoại với là địa chỉ giao hàng là ok rồi nha. Và cái phần ghi chú này anh em cứ ghi thêm về cái thời gian nè, hay là cách thức mọi người có thể nhận hàng được nha. Và mình đang có chương trình đó chính là mua một tặng một nha mọi người. Anh em chỉ cần mua bất kỳ một cái đơn hàng nào sẽ được tặng thêm móc khóa đấu trường chân lý nha. Anh em kéo lên trên và có cái dòng chữ là BNU Store xin tặng bạn một phần quà miễn phí, hãy chọn ở đây nè. Anh em bấm vào chỗ này này nha. Đấy, nó sẽ hiện ra cho mọi người những cái phần quà, có móc khóa Tini nè, Ure, Kata và hàng chục mẫu móc khóa khác nhau nha mọi người. Anh em thích cái mẫu nào thì cứ bấm vào thêm nè. Và sau khi đã thêm thành công rồi thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Anh em, một là chuyển khoản ngân hàng, hai là thanh toán khi nhận hàng. Và sau khi mọi người đã đọc đủ tất cả những cái lưu ý ở dưới đây rồi anh em bấm tích vào ô nếu bạn đồng ý với điều kiện ở phía dưới và đặt hàng là xong rồi nha. Và ở phần chat ở dưới đây nè, thì nó sẽ liên kết tới fanpage BNU Store của mình. Nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về cân nặng, về những cái mẫu áo, hoặc là về chất liệu các kiểu anh em mà cứ bấm chat ở dưới đây nha. Bên cửa hàng của mình sẽ có nhân viên trực 24/7 để mà có thể phục vụ cho tất cả mọi người ha.